Mẹ hai con i3, con i3 8350K nè, con i5 84 nè, hai con giá ngang nhau giờ mua nào giờ? Dĩ nhiên lấy con i3 rồi ba. Mẹ nhìn nè, con i3 ép xung được nè. Rồi xung xung mập định nó cũng cao nữa. Bây giờ mẹ ép xung lên bảo đảm mạnh hơn i5 kia. Mày Xung chắc có không? kèo luôn. Chắc Chắc xung nha, không? con này luôn mày 6 co lần á. 6 co nhưng mà nó này, nhưng mà xung nó thấp. Không bao giờ ăn được i3 này. Tin tao đi. Con này 6 co lần á, mày chắc chưa? Chắc. Giờ tao mày xét kèo quá đi. Chứ sao? Kèo gì? Giờ muốn kèo gì? Giờ tao mày ra Nam An làm thằng vàng, xét kèo chặt tay chưa không? Chơi ra liền mày, giờ luôn cho nóng. Rồi vô đi. Rồi sao giờ tao chở hay mày chở? Đụng mẹ, mày biết chở không? Biết sao không? Đụng á là gì không? Thôi để tao chở nha. Mày đâu cũng vẫn sử dụng chưa mày rồi chở. Mày mày. Sao? Đọc chưa? À, chạy xe bây giờ là phải biết hướng dẫn sử dụng mới đọc được nha ba. Má, vệ sinh mà bôi trơn nha. Ai mày biết vệ sinh bôi trơn mày? Ủa tao nhớ đọc kỹ lắm, mày đâu có phần này đâu ta. Ủa sao này là sao mày? Nó chỉ thôi, xin bôi trơn là sao? Đó, mày làm gì vệ sinh xong mày bôi trơn đúng không? Má thôi kệ mẹ đi, đi mẹ đi, chở mày. Chắc không chết đâu. Đó. Hôm nay anh em tìm đến nhau, đảo cũng hát lên chúc mừng nhau. Bao ngày tháng trôi qua là thời gian anh em ta phải nhớ. Dù cuộc sống có bao chông gai, dòng đời khó khăn không ngăn ngừng, dù là sóng xô núi cao cũng vượt qua. Hôm nay anh em ta cả nét lên là vì chúng ta anh em tốt mà. Khi lòng thấy không vui, bạn là khi nào bạn cần tôi đến. Bạn hãy cứ nói có chuyện không vui, tôi cần bạn đến bên tôi lúc này. Tôi sẽ đến ngay vì chúng ta là anh em tốt. Tình anh em ta đi đến khắp muôn nơi để tìm được anh hào quang. Dù gặp bao trong cái khó khăn vẫn không nản lòng. Tình anh em ta như tri kỷ bao năm nguyện luôn ghi nhớ suốt đời núi cao có hồn. Tình anh em ta chẳng đi xa quá mày chưa tới mày. Hôm nay anh em tìm đến nhau, đâu cùng hát lên chúc mừng nhau. Bao ngày tháng trôi qua là thời gian anh em ta phải nhớ. Sống có anh trong đời, dòng đời khó khăn không nói hoài đúng không? Chứ giờ có quái đây không à? Chúng ta đã thành công. Hôm nay anh em ta cảm nhận lên là vì chúng ta anh em ta. Xe đây có sao không mày? Khi lòng thấy không vui, bạn là khi nào? Cái gì vậy? À, mấy ngồi à? Bạn hãy cứ nói câu chuyện không. Thôi, mình không ngồi đâu, mình quen đứng rồi mà. Đứng luôn nha mày. Chứ sao? À, em đang phân vân hai con là con 8350K với con i5 8400 á. Hai con có chênh lệch giá cũng nhiều mà. Tại à, sao? À, anh cần mua hai con, một trong hai con để chơi game đúng không? Rồi à, đúng rồi. Nếu mà chơi game thì em khuyên anh nên lấy con 8350K. Đó, thấy không? Mày nghe nói không? Mày toàn mày cãi tao không à? Nhưng mà con kia nó con i5 lần 3 mà tại sao con này nó lại ăn? Anh viên giải 8350K, cái xung nó cao hơn. Cofilay hiện chỉ hỗ trợ màn Z370 là một màn ép xung nên CPU non cao như 8400 sẽ làm phí hiệu năng màn. Nên mua những dòng ép xung đuôi cao như 8350K, 8600K, 8700K để sử dụng hết hiệu năng của mainboard. Hầu hết các game hiện nay đều ăn khoảng 4 nhân thực.
nên i3-8350K xung cao hơn sẽ là một lợi thế lớn. i5-8400 thì hiện đang khan hàng nên phải chờ đợi rất lâu khi mua máy. Cuối cùng chúng ta đi vào phần test ra để biết chính xác sức mạnh của hai em này. Like a star in the sky, I'm okay. Tình anh em ta.